Ok, hello chào các bạn, mình là Subi đây. Thôi là mình sẽ làm tiếp một video nữa về Free Fire các bạn. Thì trước khi bắt đầu video, thiết đồ mình cho mình xin một like được kênh nhá. Và đừng quên bấm chuông bên cạnh nút ký nhận thông báo mỗi khi mình ra video nha các bạn. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm tiếp một video nữa về tem quần máu. Và hôm nay mình sẽ chơi một trong những trận cuối cùng trong OB10 của mình nha các bạn. Thì lý do tại sao là mình nói là một trong những trận cuối cùng, tại vì là mình cứ tưởng là game sẽ cập nhật vào ngày 30 tháng 11, thì hóa ra lại không phải. Garena lại chuyển vào ngày khác, đó chính là vào ngày nào đó thì mình không biết. Lừa rồi, thề. Có thể sẽ vào ngày sắp tới đây thôi, nhưng mà không rõ là ngày nào ấy. Có thể là sẽ vào ngày hôm nay được các bạn. Thế nên là mình cứ nói bừa là vào sắp tới đi. Đúng, đúng. Với cả là đây là một trong những cuối cùng của mình. Kiểu cũng sắp hết OB20 rồi ấy. Thế nên là cứ chơi lốt một trận này đi. Tại vì là đúng rồi, lúc hôm nay thì game sẽ đóng lại mùa xếp hạng, từ trận xếp hạng mùa này ấy. Còn nó sẽ sang mùa mới. Không biết là mùa mới mình có lên lao thách đấu không nhỉ? Ai mà biết được. Lao thách đấu là mùa rất là căng đấy các bạn. À không, mình nghĩ là rất là khó đấy. Tại vì là giờ PC Mobile Tech ra rồi ấy. Thế nên là để lao thách đấu thì ghép trận đương nhiên là rất là khó luôn. Không biết là có lỗi không, mình nghĩ là không đâu. Thôi, cứ chơi lốt trận đấy thì đã, còn trận khác thì tính sau nhờ. Đúng, đúng. Tại vì cũng sắp hết OB20 rồi ấy. Thế nên là chơi một trận này cho hay nhất có thể nha các bạn ơi. Đó, mình đang từ vị thanh niên cuối cùng ấy, không biết đó ở đâu. Nay là mình có one shot được 2 người rồi ấy. À không phải one shot mà là mình có bắn headshot được 2 người rồi. Kiểu như là mình có sơ 3 đạn thì không phải là one shot. Đó. Nhưng mà có cái được cuối cùng như đằng này hay sao ấy. Nào ra đây hút xem nào, để one shot nào. Lần này phải one shot. Đâu rồi. Úi dồi. Cho mình kill với. Đây. Úi dồi. Không phải kill của mình rồi. Quê. Cho mình chiếc bộ kill xem nào. Trời ơi. Thôi không sao. Nói chung là ăn được 2 kill là ngon rồi. Ui. Round này là nó nhà máy điện đấy các bạn ơi. Ok. À đấy, cho 1500 luôn. Đã xin là cho đó. Hảo hán. Đúng rồi, mua hết keo cho mình đi các bạn ơi. Thì mới này là mới trong cuộc đời của mình cho các bạn. Thế nên là có thể cho mình keo với máu rất là dễ dàng luôn ấy. Tại vì là chơi team 4 thì keo trận mới dễ. Còn chơi mà ghép ngẫu nhiên ấy thì rất là khó luôn. Thế nên là mình thích chơi team 4 hơn. Ghép ngẫu nhiên thì mình đứng tận 30 phút có khi đi đến tận 1 tiếng đấy. Cũng không ghép được trận đâu các bạn. Thế nên là chơi team 4 thì còn may ra tầm 10 phút thì ghép được một trận. Đó. Thế nãy giờ mình cũng phải đợi tầm 10 phút mới ghép được một trận được các bạn ơi. Thế PC Mobile Tech ra rồi ấy. Thế nên là ghép trận rất là khổ luôn. Ước gì Ghana OB21 sẽ cho PC Mobile kiểu ghép trận cùng nhau lại ấy. Chứ không là chết mất. Ghép trận nó khó cực kỳ luôn ấy. Đó. Chơi thì nhanh hết trận, còn ghép trận thì lâu bằng mấy trận liền á. Thế thời gian ghép trận thì rất là lâu luôn. Thôi, bỏ qua vấn đề ghép trận đi nhá. Còn bây giờ là mình ở trên này thì mình sẽ tanh một cục máu cân 4 nha các bạn ơi. Và cái bạn số 4 thì cứ nốc đi, cứ ra bo tự tử hay là để cho team đỏ giết đi. Nhưng mà đừng để nó có đồ nhá. À không, mình nghĩ là không có đồ đâu, tại vì là cái đỏ cho mình hết keo rồi mà. Thế nên là có chết thì... Ôi, từ. Quay gì vậy? Mai trường, may quá. Mai mình có cơ đồ đấy, nhưng mà Cơn OB21 thì nó sẽ bị giảm sức mạnh nhỉ các bạn ơi. Nó sẽ không quăn lựu đạn ra hoài, kiểu như là không đứng trong cái vòng để bắn ra được ấy. Nhưng không sao, mình cứ tận dụng nốt kỹ năng của Cơn trong OB20 đi. Với cả là kỹ năng của Maxim nữa. Tại vì là sau OB20 thì sau OB21 thì nó sẽ giảm sức mạnh của Maxim ấy. Thế nên là không biết là có tank bot đấy không. Mình nghĩ là vẫn tank bot được thôi. Nhưng mà mình không biết là sau OB21 thì nó có tăng sức mạnh của bom nhỉ. Kiểu như là bom nó sẽ đốt đau hơn ấy. Hơi nguy hiểm đấy. Thôi cứ tận hưởng nốt OB20 đi các bạn. Đó. Ok nào. Rồi. Từ không lên ngó đầu ra bán. Từ ngó đầu ra bán thì cũng hơi nguy hiểm nhỉ. Mình cứ phải kiểu cẩn thận nhất có thể nha các bạn. Tại vì là không may bị nó bắn lục bạc lên hay là bắn súng gì đó lên thì chết phát rất là người nhục nhã luôn ấy. Đai leo mất công lên đây rồi mà để chết phát thì rất là toang luôn. Thế nên là mình sẽ cẩn thận nhất có thể nha các bạn. Mặc dù không có kill cũng được. Nói chung không cần bắn đâu. Tanh bao cân 4 luôn cũng được. Đấy. Từ nào, để xem bo ở đâu nha các bạn. Đừng bảo là bo nó sẽ vào cái tận dưới cái mép cái viền nha các bạn. Ôi được rồi, rồi biết rồi. Thì hôm qua mình có gặp một trận vào tận cái viền, thế nên là rất là xa luôn. Ủa không sao, bo này đẹp rồi này các bạn ơi. À hình như ở bên dưới hay sao ấy. Nhảy xuống bên dưới thì nó sẽ dễ hơn ấy. Ok, và mau nó sẽ không ra bắn mình nha các bạn, tại vì là nó có thể ra bên ngoài này nó bắn mình đấy. Không sao, không bắn được đâu. Ok, đứng đây nè. Ôi từ vai trưởng suýt chết luôn. Mấy nó ra tận cái bo nó bắn mình luôn. Lần này thì đủ bắn được luôn. Lêu. Bo vào được kìa thì nó không ra được đâu nữa các bạn. Ok. Còn có 5 giây thôi. À nhầm, còn 8 giây thôi. Và còn 5 giây mình sẽ cuốn nó nha các bạn. À không, 4 giây cũng được. Đó, ok. Ui dồi, mình đứng kiểu hơi bị gần bo một chút. Không sao, vẫn thắng. À, không biết có thắng hay không nhờ. Sợ bên nó cũng có người mang cái năng toanh bộ quần máu đấy. Thế nên cũng hơi nguy hiểm một chút. Ok, thắng không nhờ. Thắng luôn.
nghe là thắng mà, không thắng thì thua, nhưng mà chắc chắn là thắng rồi. Ok, để ra xem ra ba như thế nào nào. Ôi dồi ôi, tưởng ra ba là sẽ gặp map xưởng cơ khí thì lại ngon. Thôi không sao, có khi tí nữa là sẽ gặp map xưởng cơ khí sau đấy, không sao. Mình cứ chơi nốt vài trận nữa đi, nếu mà thằng ba không dễ dàng quá thì mình sẽ nhường con team địch một vài round nha các bạn. Đó, mình chơi là mình phải nhường, không nhường thì tội team địch lắm ấy. Nói chơi vậy chứ có tí nữa team địch nó sẽ có súng to và nó sẽ bắn cẩn thận lại đấy, tại vì là nay ở round 1 và round 2 là không có súng ấy, thế nên là round 3 thì team địch nó sẽ có mua được súng rồi và nó sẽ bắn kiểu đàng hoàng hơn, không có để thua như round 1 round 2 đâu, thế nên phải cẩn thận nha các bạn, không là chỉ có toang thôi đó. À, phá keo các bạn ơi. Ôi rồi, phá keo nào, đục keo luôn. Ui giời ơi, có kill luôn. Keo tưởng cứng thế nào chứ bắn vẫn vỡ được keo ngay. Chết lại. Ui, kiểu dạng ở đây á, mình có thói quen là mình bắn hay bật ngắm ấy. Thế bật ngắm nó dễ bắn hơn hẳn ấy. Ok nào, cố ăn đi một kill nữa là đẹp. Nhưng mà từ từ, mình hết máu rồi ấy. Có lấy hồi máu không nhở? Từ từ hồi máu rồi đã. Mình sẽ cầu sắt gan cho mình bắn nha các bạn. Đó. Nào, đây. Chết lại. Ui giời ơi. Ba kill ngay. Nào, còn một kill cuối, cho mình kill cuối đi để qua là kill nào. Chứ một kill chưa đủ đâu, phải qua là kill 12. Nào, đâu, ui giời, từ. Sao cái mà sao không được? Ui giời, trời ơi. Quả đó không biết là nếu mà mình nếu mà đồng đội mình không bắn thì mình có chết hay không, nhưng mà chắc là không chết đâu. Nếu mà đồng đội mình không bắn là mình có qua kill rồi đó. Map nó sử cũng chẳng cần nhiều keo đâu, chỉnh là xương xương 10 keo của đồng đội mình là được rồi. Nhiều keo thật sự luôn. Thật ra là cái map này chỉ cần có 3 quả keo thôi là được rồi ấy, nhưng mà không sao. Cứ nhặt nhiều keo cho chắc, biết đâu tí nữa lên óc sườn thì còn dùng tới. Biết đâu nó có lựu đạn lên thì còn dùng tới, tại vì là tí nữa có khi phải dùng tới Chrono thì hết Chrono phát là phải dùng tới keo đấy. Thế nên là cứ nhặt nhiều keo càng tốt đó. Ok. Leo thật là các bạn ơi, cứ leo thật là nhanh thôi nào, không cần phải từ từ làm gì cả, cứ nhanh hết sức có thể nha các bạn. Ok. Nào, từ. Cái bạn đồng đội mình còn muốn lên không nhỉ, để mình đặt keo cho mà lên này. Đó, ok, lên đi. Nhảy lên đi, ơ kìa. Đặt keo cho rồi mà không lên kìa. Đây, keo kia rồi mà, lên đi chứ. À, từ. Hình như mình đặt keo quá hay sao ấy. Đéo hiểu kiểu gì. Phải đâu mình đã. Đây, đặt thêm quả nước nào, hình như mình đặt keo quá ấy. Từ. Nếu mà đặt thế này thì lại phải đặt một quả nước vào ở bên trên rồi, trời ơi. Giúp tao mà khó thế sao, trời ơi. Ok, lên đi. Hay là cần một quả nước mà lên được nhờ. Trời ơi. Trời ơi. Từ. Xe của em đang đéo nha các bạn, sợ nó cũng leo đấy các bạn. Biết ngay mà, cũng có người leo nè. Trời ơi, từ. Quang cho quả lựu đạn xem quả chết không nhá. Nó không biết là nó còn nếu không nhờ. Úi dồi, ui, có kill nè. Ok, còn một thằng nữa hay sao ấy. Ờ đúng rồi, nó vẫn chưa nốc. À, ờ đúng rồi, hình như vẫn còn một thanh niên nữa. Từ, chạy. Hơi nguy hiểm. Ui dồi, vai trường, hết máu rồi. Ui máu rồi đã. Ui vai, ơ. Cái gì vậy? Nó bắn ở đâu vậy? Mơ ra tấm bay mà nó bắn ở đâu vậy? What? Ảo thật đấy. Bắn xa vậy trời. Giờ làm sao để đồng đội mình cứu được nhờ. Toang rồi các bạn ơi. Mẹ, nó bắn ở đâu vậy trời? Từ lựu đạn của team địch chứ. Trời, toang ghê. Từ, để xem có bo được xuống nha các bạn. Hơi nguy hiểm nha. Mẹ trời, mơ ra tấm bay mà bắn xa thế nhờ. Không thể tin được. Vậy, không có kiểu gì luôn. Thôi, không biết là bây giờ mình có bo xuống được xuống bên dưới không nhở? Mình nghĩ là không đâu. Toang rồi, đi rồi. Xin với biệt cụ luôn. Trời ơi, Toang. Đáng lẽ là thằng 4-0 tuyệt vời như thế mà mình lại để nó quang lựu đạn lên xong nó giết được mình luôn ấy. Thề hơi đen một chút, không sao. Round này mình sẽ thẳng luôn nha các bạn, không để nhường có tim địch nữa. Ôi giời ơi, lại thì dám quang lựu đạn à. Nãy quang được là do hên thôi, còn lần này không quang được nữa đâu. Tại vì lần này mình có cơ nô rồi ấy. À, hình như là lại mình cũng có cơ nô hay sao mà. Đúng rồi, nãy là mình quên bấm cơ nô, thế nên là mình bị chết ấy. Mình kiểu chủ quen quá mà, tại vì là nó đứng hơi xa, thế nên là mình không nghĩ là nó bắn được đâu ấy. Tuy nhiên nó cho mình một viên 1887 là mình toang luôn. Trời ơi, không sao. Nói chung là giờ thắng cũng được, không nhất thiết là phải thắng cái map nóc xưởng đâu. Map này thắng cũng được mà, đâu nhất thiết là phải map đó. Đó, ok. Giờ còn có hai người thôi. Mình sẽ cố gắng giết tầm một người cái đã nhá, xong thì mình sẽ để lại cái đứa cuối, xong thì mình sẽ tanh bo nha các bạn. Thử tanh bo ở round này xem như thế nào nhá. Để xem là mình có thể leo trên nóc kia, để xem là tí nữa nó có cản mình không hay là bo lẩu vào đầu không nhá các bạn. Ok. Nào. Ok, còn có một đứa bên kia thì thôi. Bây giờ là mình sẽ leo trên nóc nha các bạn. Đó. Các bạn thông tin của mình yên tâm đi, cứ kiên nhẫn thôi, không vì vậy vội cả. Để cho mình tanh bo ở round này đi, để xem là bo là có độ mình không nha các bạn. Nếu mà độ mình phát là mình sẽ thẳng luôn ý. Mà không độ thì mình sẽ súng bắn nó nha các bạn. Đó, ok. Đợi cho bo vào thôi nào. Các bạn trong team của mình giả vờ thua đi. Đúng rồi. Giả vờ ra bị team địch nó giết đi, không việc gì phải thắng cả. Để cho mình thắng cho yên tâm, cứ tin tưởng vào mình. Mình uy tín lắm ý. Bốc phét ít thôi. Thế nên là không vì vậy, không việc gì phải sợ thua cả. Đó, ok.
từ từ quăng quả một quả lựu đạn nhá, lỡ mà giết được nó thì càng tốt. À, chắc không giết được đâu ấy. Ok nào, giờ đợi cho bo vào xem bo vào đâu nha các bạn. Nếu mà không bo là không vào trên này thì mình sẽ nhảy xuống bên dưới và mình sẽ cầm shotgun, mình sẽ đi one shot luôn. Không biết được, tùy cơ ứng biến thôi các bạn đó. Nào để tầm 7 giây xem là bo vào đâu nào, mong là bo vào đây ấy. Ui rồi, và từ từ xem đến đây rồi quay được cho mình xin một like nhé các bạn, và được kết vào đây kênh và cái chuông bên cạnh nút ký nhớ thông báo mỗi khi mình ra video nhá. Ui rồi bo đi ăn vãi. Bo là vào tại bên đằng kia kìa. Thôi nhảy xuống bên dưới đi, sau rồi mình sẽ ra bản nó nha các bạn. Ok nào, đâu đâu rồi, từ từ. Ui rồi vãi nguy hiểm nhá. Ui rồi gần hết máu luôn, chết rồi. Hết máu rồi các bạn ơi. À cầu sắt gan ra. Ui rồi, vãi trường. Oan sơn đấy các bạn ơi. À không phải oan sơn mà mình bản hay viên nhờ bắt trúng viên vào đầu ấy. Ui. Tuyệt vời quá trời, nhưng mà bất tội là cái rao nó xử hơi lỗi. Ok, chắc là mình sẽ dừng video đây nha, và nếu thích mình cho mình xin một like được kênh nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.